Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta học một phần mới ở trong tiếng Pháp và đây là một phần rất rất quan trọng, đó là học về động từ. Động từ là một cái thành tố rất quan trọng trong một câu. Quan trọng tới nỗi mà một số các cái nhà ngữ pháp họ gọi động từ là một cái nhân. A noyau, noyau là cái hột đó, cái nhân của một câu. Thì trong tiếng Anh nó là a stone. Cái nhân các bạn liên hệ tới một trái bơ chúng ta mua về chúng ta ăn đi. Thì chúng ta ăn cái phần cơm, cái phần thịt của trái bơ. Còn cái phần hột thì chúng ta bỏ đi, nó không có giá trị gì hết. Và cái hột nó càng to thì chúng ta càng thấy uổng. Hột nhỏ thì chúng ta thấy tốt. Thế nhưng mà ở trong thiên nhiên, cái phần nhân, cái hột đó mới là quan trọng. Giả sử như một trái bơ nó đã già, nó ở trên cây, mà mình hái không kịp, nó rớt xuống dưới đất. Thì cái phần thịt, phần cơm mà chúng ta ăn nó sẽ trở nên phân bón để cho cái hột này nó lớn lên, nó trở thành một cây. Và đó mới là điều quan trọng ở trong thiên nhiên. Cái nhân nó quan trọng như vậy đó. Thì chúng ta trong một câu cũng như vậy thôi. Các bạn, tôi cho một cái câu này, các bạn thử đoán xem nhé. Anh tôi chuối. Thì các bạn có đoán được gì không? Các bạn có đoán được tôi ý tôi muốn nói được gì không? Có thể là anh tôi trồng chuối, anh tôi mua chuối, anh tôi bán chuối, anh tôi ăn chuối, hoặc là anh tôi thích chuối, vân vân. Như vậy cái động từ nó quyết định cái ý nghĩa của một câu. Trong khi một câu khác là một người bạn hỏi em tôi sáng qua chủ nhật bạn làm cái gì, thì em tôi thấy thân mật với cái người bạn kia trả lời ngắn ngủi ngủ. Như vậy các bạn thấy nó cũng cũng hiểu được rồi, và có cái động từ là cái câu nó có ý nghĩa rồi. Hôm nay tôi xin giới thiệu một số các cái loại động từ ở trong tiếng Pháp và trong tiếng một số tiếng khác, tiếng Anh chắc cũng như vậy thôi. Thứ nhất là verb auxiliaire, trợ động từ. Verb auxiliaire, trợ động từ, thì có hai trợ động từ là avoir và être, chúng ta học rồi. Loại thứ hai là các động từ trạng thái. Trạng thái tức là nó nói lên tình trạng, cái hiện trạng của một cái chủ ngữ nào đó, thì chúng ta lại có cái ý nghĩa riêng của động từ est. Est nó là trợ động từ, nó có một cái ý nghĩa thứ hai là đó, là est, là semble, là dường như, paraître, có vẻ, demeurer, hai cái động từ này hơi hơi giống nhau. Demeurer với rester là vẫn giữ cái trạng thái như vậy. Hoặc là devenir, trở nên, trở thành. Avoir l'air, có vẻ gì đó chấm chấm chấm. Tôi cho ví dụ nhé. Il est ouvrier, anh ấy là công nhân. Vậy anh ấy là cái này, là người công nhân, người công nhân là anh ấy. Vậy hai chữ này là một, nó là thuộc tính, nó gọi là attribut. Cái này là thuộc tính của cái này này. Do đó ở đây là masculine thì chúng ta dùng danh từ ouvrier ở masculine. Bây giờ chị ấy cũng là công nhân, elle est ouvrière. Nó trở thành, đây là feminine, thì danh từ feminine, cái này cô ấy là người này là cô ấy, hai cái người này là một. Do đó người ta gọi cái chữ này này, ouvrier, ouvrière là attribut, là thuộc tính. Và tôi cho một ví dụ khác nữa, je suis très occupé, hôm nay tôi rất là bận. Ai bận? Tôi bận. Tôi thì làm sao? Tôi thì bận. Ai bận? Tôi bận. Vậy hai cái này nó đi với nhau. Do đó tôi nếu là phái nam thì viết là occupé. Nếu tôi là một người phụ nữ phát biểu thì chúng ta phải thêm ơ vào, bởi vì cái này là thuộc tính của cái này. Rồi hoặc là insomme là fatigué. Ở đây tôi có chữ S. Là bởi vì nó thuộc tính của chủ ngữ số nhiều, và số nhiều là masculine như thế này. Nếu mà trở thành là feminine, elle semble fatiguée, chúng ta phải thêm chữ e và chúng ta đổi thành chữ s. Semble là có vẻ. Như vậy gọi là attribut thì chỉ có hai loại từ có thể làm attribut thôi, đó là danh từ và tính từ. Là động từ trạng thái như vậy đó, nó tương đối dễ ha. Bây giờ chúng ta thấy cái phần khác quan trọng hơn này. Những động từ nào không phải là động từ trạng thái thì nó là động từ hành động. Le verbe d'action, action là hành động. Hành động. Thì trong động từ hành động có hai loại. Ngoại động từ là tiếng Pháp gọi là verbe transitif. Nội động từ là verbe intransitif. Đây là phần cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ trình bày ngay sau đây. Rất rất quan trọng. Rồi tôi đi qua cái này luôn nhá. Cái này tôi chỉ giới thiệu thôi, mình chúng ta chưa có học được. Số 4, động từ vô nhân xưng.
Tiếng Pháp gọi là verb impersonnel. Impersonnel là không có nhân xưng, không có là tôi, là anh, là bạn, là người ấy, không có ai hết. Và cái chủ ngữ nó là il, il là neutre, không phải là anh ấy, ông ấy đâu. Il là không có giống, người ta gọi là vô nhân xưng, và chỉ dùng ở ngôi thứ ba số ít, il. Và một loại động từ cuối cùng, verb pronominal, chúng ta tạm dịch là động từ phản thân. Cái chữ này nó chưa có chỉnh đâu, tôi sẽ trình bày sau ở trong cái bài khác, nhưng mà tạm gọi như vậy. Động từ phản thân, đây là một điều đắt rất đặc biệt ở trong tiếng Pháp, một đặc sản của tiếng Pháp, động từ phản thân. Và tôi giới thiệu sơ qua như vậy nhé. Và bây giờ qua phần thứ hai, tôi trình bày kỹ về cái này, và cái phần cực kỳ quan trọng. Ta chia ra làm ba loại động từ. Loại có thể dịch là sort, hoặc là tip, tip là kiểu cũng được. Còn nhóm động từ lại chia ra làm ba nhóm. Nhóm là group. Tôi xin trình bày cái phần thứ nhất là các loại động từ. Có ba loại động từ. Loại thứ nhất là verb transitive. Verb transitive dịch là ngoại động từ. Ngoại là bên ngoài. Cái gì ở bên ngoài ạ? Cái đối tượng nó ở bên ngoài. Là tôi là chủ thể. Tôi làm ra một cái hành động, và cái hành động đó tác động tới một cái đối tượng. Đối tượng nó không phải là tôi, ở bên ngoài tôi. Như vậy cái đối tượng là loại này nó có đối tượng. Và đối tượng này tiếng Pháp gọi là objet. Đây là chữ khá quan trọng, objet. Nó hơi giống tiếng Anh, chắc các bạn dễ nhớ. Thì chia ra làm hai nhánh nhỏ. Loại thứ nhất là verb transitive direct. Transitive direct. Và người ta ký hiệu trong từ điển là VT. Verb VT. Các bạn sẽ nghe tới nói tới cái chữ này mãi mãi, hoài hoài. Cứ nghe tới động từ là biết là người ta sẽ nói là VT hay, hoặc là cái bên dưới nhé, VT. Tức là chúng ta nhớ tới nó có đối tượng trực tiếp, nó có complement d'objet direct. Người ta viết tắt là COD. COD viết tắt của chữ C, complement d'objet direct. Tôi lấy ví dụ như thế này. Động từ này mình chưa có học, chúng ta sẽ học ngay bài sau đây thôi. Mà tôi lấy ví dụ cho các bạn cũng dễ hiểu thôi. Động từ này là rửa đó. Je lave mon vélo. Tôi rửa cái chiếc xe đạp của tôi. Như vậy đây là động từ. Động từ, chủ ngữ của động từ này là je, là tôi. S là sujet. Vậy cái objet, cái đối tượng của việc rửa là cái này này, COD. Tại sao tôi có thể gọi là COD? Bởi vì giữa đối tượng và động từ nó không có một cái chữ gì hết, nó không có một cái giới từ, nó không có chữ gì hết. Như vậy nó đi thẳng qua đây, direct là đi thẳng, đi trực tiếp. Vậy là COD. Cái loại thứ hai là verb transitive indirect. Indirect là gián tiếp, được ký hiệu là VTI. Cái chữ này với chữ này sẽ được nhắc đi nhắc lại hoài các bạn nhé. VT, VTI người ta không nói dài dòng như kia nữa. Là loại động từ có complement d'objet indirect, viết tắt là COI. COI viết tắt của C, complement O, d'objet I, indirect. Cái chữ này cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều. Ở trong bài này xin các bạn nhớ cho VT, VTI, COD, COI. Tôi lấy ví dụ, động từ này chúng ta cũng chưa học này. Động từ nói này, il parle à son professeur. Parle là nói đó, anh ta nói chuyện với thầy giáo của anh ta. Như vậy đây là động từ, chủ ngữ của động từ này là il. Bây giờ đối tượng là thầy giáo, son professeur, anh ta nói chuyện với thầy giáo của anh ta. Người ta gọi đây là COI, bởi vì các bạn coi, đây là đối tượng này, đây là động từ này, từ đây qua đây nó phải nhảy qua một cái trung gian là giới từ à. Tại sao lại có giới từ à? Là do cái động từ này nó đòi hỏi. Chúng ta phải chấp nhận thôi, động từ này đòi hỏi cái giới từ à, thì chúng ta thấy cái đây nó trở thành gián tiếp rồi, nó không trực tiếp như bên trên nữa. Chúng ta đừng có lấy cái hình ảnh của bên ngoài. Anh ta đứng đây, thầy giáo của anh ta đứng đây, trực tiếp nói qua nói lại một cách trực tiếp, không qua một người phiên dịch. Mà tại sao lại gọi là gián tiếp? Là bởi vì là bởi cái động từ này đòi hỏi một cái giới từ. Cái giới từ này mới nói lên cái ý nghĩa là gián tiếp, chứ không phải là cái hình ảnh của một anh học trò, một anh sinh viên đứng nói chuyện với thầy giáo của anh ta, hai người giáp mặt với nhau. Động từ này cũng như vậy, câu này cũng như vậy. Je téléphone à ma mère. Động từ téléphone là gọi điện. Tôi gọi điện cho mẹ tôi. Động từ này nó cũng đòi hỏi giới từ à. Do đó cái đối tượng này, tôi gọi điện cho mẹ tôi này, mẹ tôi là đối tượng của tôi này, của cái việc gọi đó,
thì đối tượng này gọi là COI bởi vì nó phải nhảy qua một cái giới từ. Thưa các anh chị, ở đây tôi chỉ đưa ra cái giới từ A cho nó dễ hiểu bởi vì đây là cái hình ảnh, hai cái hình ảnh rất là dễ phải không? Chúng ta nói chuyện với ai? Ngoài ra có thể là giới từ khác nữa. Loại động từ thứ nhất chúng ta vừa mới xem qua đó là verb transitive. Có thể là trực tiếp VT hoặc là có thể gián tiếp VTI và nó đưa tới đối tượng gián tiếp, đối tượng trực tiếp COD, đối tượng gián tiếp COI. Bây giờ loại thứ hai là verb intransitive, dịch là nội động từ, nội là ở bên trong, cái đối tượng nó chính là bản thân chính mình. Cái loại này nó không có đối tượng, loại trên có đối tượng, ở dưới không có đối tượng và được ký hiệu là VI. Nhưng nó có thể có những cái đối tượng, có những cái hoàn cảnh và người ta gọi đó là complément circonstanciel. Complément circonstanciel là loại bổ ngữ hoàn cảnh này có thể là nơi chốn. Và xin các bạn coi ở đây nhé, động từ travailler là làm việc, nó là vi. Bạn hôm nay bạn có làm việc không? Có, hôm nay tôi có làm việc. Có làm việc, vậy động từ này là vi, bản thân nó có nghĩa rồi. Nhưng mà chúng ta có thể thêm cho nó những cái bổ ngữ như thế này để cho nó rõ hơn. Về nơi chốn này, in travail à Biên Hòa, anh ta làm việc ở Biên Hòa. Bổ ngữ circonstanciel de lieu, bổ ngữ về thời gian này, in travail depuis 2015, tức là complément circonstanciel de temps, bổ ngữ về thời gian. Có thể bổ ngữ về cách thức, in travail avec ardeur, ardeur là sự nhiệt tình, sự hăng say. Anh ta làm việc với một sự hăng say, vậy đây là bổ ngữ, nó làm cho cái động từ này rõ hơn. Có cũng được, không có cũng được. Hoặc là bổ ngữ về phương tiện, moyen, in travail sur l'ordinateur, anh ta làm việc trên máy vi tính. Vậy đây là cái phương tiện để bổ ngữ cho cái động từ travailler. Đây là động từ nội động từ. Ngoài ra còn có những động từ như là ngủ, hoặc là động từ sinh ra, chết đi. Không có đối tượng, tôi sinh ra đời, rồi một người đó quá tới tuổi già yếu thì chết đi, qua đời, rồi con chim nó bay, con cá nó bơi, đó là nội động từ, còn nhiều lắm. Và cái loại thứ ba tôi xin đưa ra để cho nó thành một cái hệ thống cho những ai cần ôn lại nhé. Các bạn mới học đừng có quan tâm tới cái số 3 này nhé. Verb pronominal, tôi sẽ trình bày bằng một cái bài riêng rất là kỹ. Động từ phản thân, tức là như thế này, động từ này thay vì đối tượng nó ở bên ngoài thì nó quay lại chính mình, quay lại chính mình. Như vậy cái số 3 này này, nó chỉ có thể từ số 1 mà đi xuống. Cũng động từ đó, thay vì làm cho đối tượng ở bên ngoài, làm cho chính mình. Số 2 không bao giờ trở thành số 3 được với bản thân động từ này. Có nghĩa là, tôi lấy ví dụ, động từ lúc nãy chúng ta học, je lave mon vélo, tôi rửa chiếc xe đạp của tôi. Vậy chiếc xe tôi là tôi, xe đạp là xe đạp. Hai cái này nó là không có dính với nhau, nó là đối tượng của nhau. Bây giờ tôi rửa chính tôi, je me lave, cũng động từ này này, mà thay vì đối tượng ở bên ngoài, đối tượng là chính tôi, đó là động từ phản thân đó. Chúng ta sẽ coi sau, các bạn đừng có quan tâm tới bây giờ nhé. Thưa các anh chị, cái phần mà tôi vừa mới trình bày đó là một phần lý thuyết rất quan trọng, tôi căn dặn như vậy là bởi vì nó có quan hệ tới cái bài đại từ mà chúng ta sẽ học sau này. Nếu chúng ta không học kỹ VT, VTI, không phân biệt được COD và COI thì tới phần đại từ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và nếu muốn sửa một cái sai lầm nào đó trong đại từ thì tôi cũng phải trở lại cái phần này. Và tôi muốn nói thêm là cái phần động từ đi với giới từ trong tiếng Pháp nó nhẹ nhàng lắm, nó không khó như tiếng Anh. Tiếng Anh có khi đi với hai giới từ, tiếng Pháp chỉ có một giới từ thôi, rất nhẹ nhàng. Nhưng cái khó của chúng ta là cái đại từ phía đằng sau này. Do đó tôi xin căn dặn các anh chị là khi học động từ thì chúng ta khi viết đó, chúng ta phải động từ phải rồi viết nó là VT hay VTI hay là VI, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen, một cái thói quen rất là tốt là thấy động từ là chúng ta biết sẽ phải dùng complement nào. Tôi xin chào tất cả mọi người.